Chào anh Hỷ nha. Sáng nay là nói chung là vừa ăn sáng mà vừa coi nhà. Thợ cái công trình là Hỷ Lợi đang làm công trước nhà đó. Cho nên là mình phải đứng mình xem anh em nó cào trước. Tại vì nó bị sạc cái đất ở trước kiền của nhà mình đó, rất nguy hiểm. Đó. Cho nên là mình phải đứng trông coi. Cái này là hàng ship. Sáng hôm nay là ăn mì quảng sườn đó. Mì quảng sườn. Mời anh ăn sáng luôn. Sáng ngày bây giờ 9 giờ mấy gần 10 giờ. Hôm bữa giờ là anh cho nó khỏe luôn ha. Gia đình nói chung là mình cầu chúc là chúc nó qua. Bữa nay là ở dưới mình có nóng lại rồi. Dưới mình là bữa nay là chỉ thị 16 đã áp dụng lại rồi. Cho nên là khổ. Cũng chỉ đi chợ búa nói chung là rồi thả các anh em mà đi về hồi hương rồi này nọ đó. Nói chung là thôi chuyện đó của nhà nước lo. Bây giờ mời mời nhà thơ ăn mì quảng. Đó. Bạn già anh em cứ rầm là xe trước nó cào. Quá ngon. Lâu lâu ăn lại quá ngon. Nói chung các con mình ở Sài Gòn nó về rồi. Về 2 ngày 3 ngày nay rồi. Hai đứa gái không? Đứa con trai. Tôi không nói là chờ khi nào hết dịch là tôi lên anh. Hoặc là anh xuống tôi. Anh em mình làm đạo đi tắm biển rồi cho nó vui. Thôi chỉ có thế thôi. Chào nha. Chúc gia đình mạnh giỏi. Bình an. Là trước nhà mình cũng đã ổn, ổn tạm thời, đặt ống xuống rồi, mình lót tạm, được chờ làm con lương rồi bắt đầu mới tả hi, là lúc đó là mới xong, cũng hơi lâu đó.